Tiếp theo sẽ là đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Đứng trong khung gỗ đó là thủ thành vào số 23 Trần Nguyên Mạnh. Ngoài đó là cao thủ số 4 Bùi Tiến Dũng, số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy, số 16 Nguyễn Thành Trung, số 21 Trần Đình Trọng, số 13 Hồ Tấn Tài, số 19 Nguyễn Quang Hải, số 8 Đỗ Hùng Dũng, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, số 22 Nguyễn Tiến Linh và số 11 là Phạm Tuấn Hải. Và trên hình ảnh là tổ trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay, ông Nawaf Surala, trọng tài người Bahrain. Và đây là đội hình xuất phát của huấn luyện viên Lisa Peng. Bên cạnh những ngoại binh như Allen, như Lukufu, thì những cái tên đã trở nên rất quen thuộc như Uzi, như Ulay sẽ là những cái tên mà hàng phòng ngự của Việt Nam phải rất chú ý. Bên cạnh đó còn một cái tên nữa, một cầu thủ được coi là phát kiến tương đối bất ngờ, số 21 Dai Wai Sun. Và như vậy trận đấu chính thức bắt đầu. Trong hiệp 1 trận đấu này thì đội tuyển Trung Quốc ra bóng trước. Và bởi vậy có một bên phía phải màn ảnh của quý vị và các bạn. Ở bên cánh phải của đội tuyển quốc gia Việt Nam thì Hồ Tấn Tài là cầu thủ luôn luôn sẵn sàng có những tình huống lao lên. Rất chính xác. Tuấn Hải đưa bóng vào. Được chơi cùng. Đánh ra. Công trả đội tuyển Việt Nam. Đây là phút thứ 9. Bất ngờ, một điều tuyệt vời đã đến tại Mỹ Đình. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, tất cả chúng ta đều đã hy vọng vào một hình ảnh tích cực của đội tuyển Việt Nam và điều đó đã đến từ rất sớm. Chúng ta đã nói tới Hồ Tấn Tài. Chúng ta đã nói đến vị trí di chuyển như vậy. Và thêm một lần nữa là cái duyên ghi bàn. Bây giờ phút thứ 9, 1-0 cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đó là Hồ Tấn Đài, cái tên được chúng ta nhắc tới rất nhiều trong ngày hôm nay. Trong trận đấu lượt đi của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Trung Quốc, Hồ Tấn Đài cũng là một cái tên mới và anh đã thể hiện phải nói là rất tốt. Sau những phút đầu không thực sự ấn tượng thì Hồ Tấn Đài đã chơi tốt ở trận đấu đó. Và ngày hôm nay điều đó đã được tiếp tục. Pha tạt bóng là của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Chúng ta cùng xem pha di chuyển vào trong. Bóng vào trong rất nhanh và xin bóng từ Hùng Dũng của Tấn Tài. Không ai theo số 13. Và Tấn Tài đã có một đánh đầu chính xác để hạ gục thủ thành Jan Juring. Quá hay, quá cảm xúc. Đường chuyển nhanh của Usin. Dứt điểm. Người dứt điểm cuối cùng vẫn là Ulay. Tình huống đáng chú ý nhất mà đội tuyển Trung Quốc tạo ra được kể từ đầu trận đó là pha phối hợp của Lukufu cùng với Ulay. Ito cùng với Minamino là những người đã ghi bàn. Khá nguy hiểm. Lukufu rất nguy hiểm. Lần nữa chúng ta thấy được kinh nghiệm của Lugufu trong tình huống xử lý vừa rồi. Rất may. Đó là sự tập trung tới từ Thành Trung. Lugufu đã có một đường chuyền là khá tốt. Rất tốt. Đó là Tuấn Hải đường chuyền vào. Phút thứ 16, tỷ số được nâng lên 2-0. 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Nó lại xuất phát từ đôi chân của Tuấn Hải và của Hùng Dũng. Tuyệt vời. Và chúng ta thấy trên khán đài thì lãnh đạo VFF cùng với Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mặt để tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển Việt Nam. 2-0 và đây mới chỉ là phút thiếu thứ 16 thôi. Anh Lê Minh, bây giờ trong đầu anh nghĩ tới một kịch bản như thế nào? Chúng ta chơi một lối chơi như thế này, không cầm quá nhiều bóng nhưng vẫn có khoảng trống, nhưng có thời gian và có cả những cơ hội. Chúng ta đang tận dụng rất tốt khả năng xoay trở kém từ phía các thủ phòng ngự của đội tuyển Trung Quốc. Những nhân tố mới của đội tuyển Việt Nam vẫn đang mang lại những bất ngờ và cả nhân tố cũ nữa. Tiến Linh trong thời gian trước đây đã bị đặt dấu hỏi khá nhiều về phong độ, nhưng ngày hôm nay thì anh đang trở lại. Chúng ta phải dành những lời khen cho Tuấn Hải và cả đường đưa bóng trở ra của Đỗ Hùng Dũng.
cực kỳ tập trung. Hoàng Đức rất bình tĩnh. Giờ là Hồng Duy dứt điểm khá nguy hiểm. Tự tin, rất tự tin với cú dứt điểm vùng từ xa vừa rồi của Hồng Duy. Không phải là một cú dứt điểm quá mạnh, thế nhưng bóng đá đi tương đối hiểm hóc. Khởi đầu tình huống này tới từ tình huống sâu kim của Hồ Tấn Tài, rất hay bên cánh phải. Quả bóng được luân chuyển lên trên rất nhanh với một tình huống chuyển trạng thái. Vẫn là những pha xử lý mang đậm phong cách của Quang Hải. Dứt điểm. Không phải là một tình huống quá khó khăn đối với Nguyên Mạnh. Đá của Dai Wai Sun. Dai Wai Sun là một trong những nhân tố được đánh giá rất cao trong trận thua của đội tuyển Trung Quốc trước đội tuyển Nhật Bản. Đánh đầu. Lại là Uchi. Bên cạnh phải là Giang Li Peng, đây là Ulay. Đánh đầu. Đánh đầu đi vào vị trí mà Nguyên Mạnh đã chờ sẵn. Đó cũng là một tình huống mà các cầu thủ Việt Nam sẽ phải rút kinh nghiệm. Hàng phòng ngự của chúng ta đã không để mắt tới Wang Shenzhao ở tình huống vừa rồi. Wang Dazun. Pha xử lý rất bình tĩnh của Trang Huy Ninh. Như vậy là tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2. Nhưng không có bàn thắng. Đó là lỗi việt vị. Các trọng tài đưa ra quyết định rất nhanh. Nhưng đó là một lời cảnh báo rất rõ ràng đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam trong những phút còn lại của trận đấu. Hùng Dũng quá. Tuấn Hải. Rất tiếc. Đó là một cú dứt điểm có phần hơi nhẹ của Phạm Tuấn Hải. Và phối hợp rất bình tĩnh và rất nhịp nhàng ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Xem rất sướng. Là của Hoàng Đức. Phan Văn Đức. Sút nhảy rất tốt. Cho đội tuyển Việt Nam. Và đó là một dấu chấm hết dành cho đội tuyển Trung Quốc. Cú dứt điểm không phải là quá mạnh của Phan Văn Đức, nhưng đó là một cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc. Thủ thành Yang Chu Linh đã bay người hết cỡ, nhưng chừng đó là không thể đủ để ngăn cản niềm vui của đội tuyển Việt Nam cũng như người hâm mộ. Chúng ta đã nói việc là các cầu thủ Việt Nam có thể ru ngủ đội bạn. Họ có thể ru ngủ đội bạn, nhưng vẫn tung ra một cú đánh quyết định. Và điều đấy đã đến rất nhanh. Và chúng ta đang được chứng kiến một sự trở lại nữa. Tiến Linh đã bị đặt rất nhiều những nghi vấn về phong độ. Ngày hôm nay anh đã ghi bàn. Phan Văn Đức cũng là một trong những cái tên ở đội tuyển Việt Nam đã bị chỉ trích tương đối nhiều trong thời gian vừa qua về mặt phong độ. Và vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến một pha ghi bàn quá đẳng cấp, quá đẹp mắt của Phan Văn Đức. Cú dứt điểm là không thể cản phá. Một cú đá má ngoài chân trái và bóng rất xoáy. Hãy xem siêu phẩm này của Phan Văn Đức, rất xoáy. Wei Shihao. Dứt điểm. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho đội tuyển Trung Quốc ở phút bù giờ thứ 7. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng. Một bàn thắng danh dự dành cho đội tuyển Trung Quốc. Những nỗ lực của cao trò huấn luyện viên Li Xiaopeng cuối cùng cũng đã được đền đáp. Nhưng rõ ràng tất cả đã quá muộn rồi. Những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 7. Nỗ lực chuyền bóng vào là của Wei Shihao. Cầu thủ được tung vào sân ở hiệp đấu thứ 2 để thay thế cho cầu thủ nhập tịch Lu Kufu. Đây là tình huống bạc ngoài theo kèm Wei Shihao. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. 3-1 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên.
tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 đường tới Qatar. Lịch sử của bóng đá Việt Nam đã lại có thêm một dấu ấn mới. Chúng ta là đội bóng đầu tiên tại Đông Nam Á có được chiến thắng ở vòng loại cuối cùng của World Cup